Hello, có số anh em nha. Đó, xin chào mừng anh em tới lại kênh của anh em của mình Bữa Show. Đó, thì hôm nay á thì có dịp đi lên siêu thị ở khu của mình á. Đó, thì dẫn Su đi chơi những cái trò chơi ở trong siêu thị này. Đó, thì đi với em Su đây. Đó, thì ok, let's go. Hôm nay nói chung là mình sẽ review cho anh em những cái trò chơi trong khu siêu thị của mình. Nó có rất là nhiều trò chơi hay. Đó, Su ơi. Sau khi mà đi siêu thị xong á thì có gì ghé vô mua những cái món đồ ăn ở trong đây luôn, để về để tủ lạnh. Thế nói chung tủ lạnh cũng hết đồ rồi. Đó, xong. Đi nha, đi thẳng với anh, đi xe với anh. Đi nè anh em. Đi xong. Đây, đi xe với anh nha. Đây. Rồi, đứng lại. Ơi, đây. Thôi, chung chèm. Rồi, đứng lại, từ thôi. Nói chung là xu lâu rồi, chưa đi. Đó, anh năm ra đi nó không được quen cho lắm. Đi. Ơi. Ok anh em. À đây, tới cái khu trò chơi rồi. Đi đây, đi khu trò chơi với anh.
Anh em đi thì cái khu chờ chờ phân này này. Để đi chờ chân. Chờ anh. Tới khu chờ chờ, cậu có thể tìm đồn. Đó, để chơi những cái trò chân này. Đâu đi. Xe mình đâu? Giờ tao lấy xe mình đi. Xe nào? 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 Xe nào
xem anh là xe nào. Xem anh đâu. Đó, thì đây là nói chung là một cái góc review của siêu thị ở mình. Đó, thì đây là cái trải nghiệm để mình cho anh em thấy được là xu ngày mới, xu năm mới cho xu đi siêu thị sẽ như thế nào. Đó, thì ok anh em nha, thì thôi video cũng tới kết thúc ở đây. Đó, hẹn gặp anh em ở những cái video tiếp theo. Đó, anh em nào mà thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh cho mình nha, để ủng hộ mình ra những cái clip hay hơn nữa cho anh em. Ok, goodbye anh em.